Bây giờ chúng ta sẽ qua phần 2 là các bạn có thể là chuyển cái file này thành một cái dạng khác. Đó là cái dạng mà khi mà chúng ta open file ở đây thì nó sẽ tự động trình chiếu luôn. Ha, nó không vô cái cửa sổ mà soạn thảo này nữa. Như vậy thì các bạn chỉ cần chọn save. Ha, các bạn chỉ cần chọn save và chọn kiểu là PowerPoint show. Rồi, như vậy cái quá trình mà các bạn sẽ mở cái PowerPoint show này lên nè. Lúc mà chúng ta mở, đấy, nó chạy trực tiếp để trình chiếu luôn. Chúng ta không cần phải trong quá trình giảng bài thì nó sẽ trình chiếu từ cái slide đầu tiên của mình. Đây, các bạn thấy là nếu như mà chúng ta lưu ở cái dạng là PPS nha. Cái này nó là PowerPoint show. Đây, PPS SX là X là do là cái phiên bản từ 2007 trở đi. Thì các bạn, cái quá trình mà chúng ta đã tự động chuyển theo cái thời gian của mình và ghi âm là xong ở phần 1. Phần 2 tôi hướng dẫn các bạn là lưu ở cái dạng file trình chiếu. File trình chiếu.